Dạ. Em đi chung với vợ chồng của Đức Khoa nè. Em hỏi cho khổ ghê vậy đó. Dạ em xin phép ạ. Em không biết nhìn máy nào luôn. Cảm ơn anh chị. Xin chừng hay quá anh ơi. Rồi cho mấy đứa mình nè. Đúng rồi. Rồi tắm nữa nha. Ok. Khánh ơi, Khánh tham quan cái chỗ này chưa? À mọi người đang quay hả? Ngồi nãy giờ tưởng chụp. Dạ. Khánh tham quan xung quanh nhà hàng chưa? Dạ chưa, em mới vừa tới là em đi từ ở dưới em lên luôn á. Dạ vâng ạ. Em đang thở luôn á mọi người, thở quá cho thở luôn. Cảm nhận cái không gian ở đây sao? Dạ rất là ấm cúng, rất là đẹp và rất là chill. Dạ vâng ạ. Giờ em sẽ bắt đầu lên trên đó để mà tham quan cũng như là gặp gỡ mọi người. Cảm ơn. Dạ, em chào mọi người. Rất là đèn cho sáng đẹp. Phương mới tới hả? Phương mới tới hả Phương? Dạ. Chị Phương có thích cái không gian này không? Rất là thích. Trời ơi, bây giờ thấy trên sân thượng vậy là thấy ham mình ở đây coi lên thử coi như thế nào. Thì biết không khí cuối năm thì nó rất là mát, là chill chill thì bây giờ đây là một cái buổi khai trương thân mật, em còn định không make up mà cuối cùng may em vẫn đăng make up đầy đủ. Thì đến ngày hôm nay, từ hôm nay rất là vui khi mà được anh Trường Giang mời đến để khai trương quán mới của anh Giang. Và em cũng không biết đây là cái quán thì mấy rất là nhiều lần, rất là nhiều, thực sự rất là nhiều. Và em thấy thì nếu thế chắc chắn là mọi quán đều rất là thành công. Em cũng hy vọng là quán lần này cũng như vậy. Và quý vị khán giả cũng sẽ đến đây, địa chỉ là 96/2 Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận để ủng hộ. Em nghĩ là nó cũng chắc là trong tương lai. Em thích có một cái quán dessert, trà bánh gì đó. Đấy, em thích làm bánh. Thì bây giờ chắc là chúng ta sẽ cùng đi lên nhỉ? Chắc mọi người cũng sẽ tò mò về không gian bên trên chứ đúng không? Em xin phép ạ. Cảm ơn anh chị. Tốt rồi còn gì? Vậy thì còn gì bằng ủi giống Lê Minh Thu á vậy? Thấy không? Đâu anh Giang á. Lê Minh Thu. Anh Giang. Cái ông vẽ anh Giang mà vẽ nhiều khi bị lợn cái tay cái gan. Lê Minh Thu mà. Anh Giang. Trời ơi, Lê Minh Thu là chồng em đó mọi người. Đừng nói anh Giang nghe. Đến khi mà mèo lấy Lê Minh Thu rồi lúc đó anh Giang sẽ bất ngờ. Em không binh chị được luôn á chị mèo. Thiệt luôn á, đi chung mà em cảm giác em không đồng minh được với chị luôn á. Ủa? Nói chuyện gì mà nghe vô lý. Hai đứa mình giống như bị tốn. Ủa mà mỗi lần thường là có khách lên là cứ vậy á hả? Trời ơi là trời, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cái máy. Vừa mới... Hai chị em mình quay tự sướng luôn rồi. Đúng rồi, vừa mới qua Giáng sinh nhưng mà chúng tôi vẫn hát một bài tặng mọi người. We wish you a happy... Chị hát được thôi, không có chúng tôi ở đây nha. Qua Giáng sinh rồi, năm mới, nay mùng 1 rồi. À mùng 1 mừng Tết đến, lên nhà nhà cái mẹ vàng cái đó không thắm tươi. Không, cái quán này sang lắm, hát ở đó không có vô. No more champagne. Cái đó thì kỳ chợ lắm.
mọi người không hỏi gì cho em lên lầu em ăn à? Gì chứ hả? Sao mình cứ nói cái gì hoài với ta? Mình tới đây là mình nhưng mà cái này là Lê Minh Thu đúng không mọi người? Không, anh Trường Giang. Thôi hay giờ trước cho anh Trường Giang với Nhã Phương đi. À, dạ đó, cái này nó quan trọng nè. À, trong một cái thời điểm mà anh Giang đã khai trương rất nhiều nhà hàng ăn uống thì thấy cái tâm hồn ăn uống của anh Giang nó vô bờ bến, mà anh Giang là một người nấu ăn rất ngon. Ừ. Và Mèo đã từng thưởng thức món bò của anh Giang làm. Và Mèo thật sự là khi mà anh mở cái này là cái niềm mong chờ nhất, tại vì anh Giang đã nói về cái quán này rất là lâu rồi. Rồi, nói chung là nói chuyện với anh Giang là anh Giang luôn nhắc về bò. Đúng, đúng. Và Destiny. Ủa, cái này qua tên là Destiny phải không ta? Destiny White. Yeah, Destiny White. Nó rất là tiếng Anh, nó rất là Anh văn. Nó rất là tiếng Anh luôn mọi người, rất là Anh English. Văn. Và đây là một cái không gian rất là sang trọng. Mọi người tới đây phải có bằng em nhận thiệp mời, em nhận thiệp mời và em đi dự những cái quán khai trương mà em bị choáng ngợp với là bởi vì quá nhiều luôn á. Trời ơi, em rất là phục anh Giang vì vừa hoạt động cái lĩnh vực nghệ thuật mà vừa kinh doanh, mà không phải là một cái nữa mà rất nhiều cái. Đây cái tiệm đá phong thủy gần đây của em luôn, trên đường Phan Đình Phùng luôn nha mọi người, mà em muốn xỉu lên xỉu xuống. Còn ảnh mở không biết bao nhiêu quán mà quán nào cũng thành công hết. Có quảng cáo nha, có quảng cáo nha. Dạ. Nhưng mà tất cả những cái quán hay tiệm đá phong thủy đều có phải có bằng ép anh Giang mới tới được à? Tại vì mọi người sử dụng tiếng Anh rất nhiều. Bằng ép luôn. là ép anh Giang luôn. Ép học đó nha. Thôi bây giờ nói chung là đã có mặt ở đây rồi và trên tay đã cầm được một ly rượu vang rất là thơm ngon. Xin chúc cho anh Giang và chị Nhã Phương mở ra được quán này và nhiều cái chi nhánh khác nữa và thật sự thành công, phát tài phát lộc luôn nha. Cảm ơn mọi người, chúc mọi người năm mới bình an. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn anh chị. Thank you mọi người. Anh Tiễn Linh Phát, Linh Phát đi qua làm người yêu. Ủa, đâu rồi? Đâu rồi? Đâu rồi? Ủa, chắc thấy ở đó. Ơi, kêu ăn về làm người rồi. Yêu. Người yêu gọi rồi. Cái này được nè. Chơi không? Anh biết đá không? Trời ơi trời. Rồi, em đá nào giờ là em tập cuộc cầu bại, đang tìm người để mà đánh thắng mình. Trời ơi vậy luôn hả? Mày giống như mày mới chửi vô mặt tao vô phát. Giờ nếu anh thắng em ở lại. Quất. Đá một. Ba trái. Ba trái. Anh thắng thì em ở lại. Ok. 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 Rồi bây giờ Phát đang tính chạy qua đây là chúc mừng anh Giang với lại chị Nhã Phương. Thôi đừng nói chuyện nữa, đừng nói chuyện nữa. Mà phải dọc lên kia, nhưng bây giờ là chơi với anh Giang cái ván này ba trái nha, ai hai điểm trước là nghĩa là bây giờ anh thắng thì em ở lại, anh Giang thắng là ba người yêu luôn, kêu phát sao cũng được ở lại, còn em thắng là em với bạn gái qua đây ăn miễn phí suốt đời. Ký xếp ai chưa từ từ không có thời gian đâu, ai từ từ phát giáo luật cái cây năm này có được ăn không, cây nào mà ăn hết trơn mà đã vô là ăn thôi. Trời ơi kẹo thơm kẹo ai ai cái đó là hình thôi nha, cái đó là hình. Mình khoán trái vậy mọi người. Ba trái. Ba trái thôi. Hai chồng ơi, chồng ơi, tương lai sửa nha con ơi, chồng ơi, cái gì mà suốt đời mệt. Ngọc ơi, mốt sinh nhật qua đây Ngọc ơi. Có tài trợ rồi. Đó. Đó. Ê. Ê. Đỏ nha, mặt đỏ hơn hơn nha. Trời ơi trời, đá kiểu con nít. Một đều à. Wow wow. Ê, chắc nha. Cái cuối không? Khoan từ từ. Để mình thông báo trước. Rồi, một á. Là đêm nay là em cùng với anh. Hai là cuộc đời anh để giao phó cho em. Okay. Vô. Rồi. Từ từ phát trước gì trời như cho cái gì á? Bắt tay làm cái gì? Bắt tay chứ trận đấu luôn. Có hỏi đi. Rồi vô. Cả đâu mà thua rồi. Quốc. Long tiền. Hên thôi thầy. À, sao biết thì ta mà mốt mà sinh nhật của bác là 25 tháng 11 của ông thì là năm tháng 8 thì nghĩa là đã buồn quá, đã buồn quá. Yêu đang chờ đợi đó. Đi đi con, đi đi con. Coi như mình chưa làm gì hết nha. Đi đi. Anh thiện xuống dưới. Làm đến đây selfie em các bạn coi. Xuống dưới hay ở đây ạ? Dưới ạ. Ở bằng tiền á. Ok ok. Bước đường á.